Hello, xin chào bác, chào mừng các bác quay trở lại với kênh YouTube của Hoàng Hàng Mai. Đã lâu thì em đã không lên video nào thì hôm nay em lại lên cho bác vài mẫu điện thoại giá rẻ. Các bác nào thích điện thoại nào thì liên hệ với em qua số điện thoại Zalo trên màn hình để ghi ở góc trái màn hình nhé. Đầu tiên thì em sẽ lên cho bác một con điện thoại iPhone này. Đây em ở đây em có một điện thoại iPhone 6 này. Em cái này đây, hình thức nó như này. iPhone 6 này. Con này là bản 16GB các bác nhé. Hình thức như thế này. Vỏ xấu. Vỏ xấu những dòng này không spa cũng làm gì. Bản 16GB này. Full chức năng này. Vân vân. Thanh lý cho các bác, con này là 390.000. 390.000 bao ship. 390.000 bản vân vân nhé, hình thức vỏ xấu này. Màn này mà thay rồi này, à, cảm ứng nước bình thường nhé, không chức năng nhé, 390.000, đầu like, đầu video em thanh lý cho bác, con điện thoại iPhone 6 bản 16GB, full chức năng, 390.000 bao ship. Đây mã số 1 nha bác nhé, đây hình thức đời các bác nhé, rồi. Con này đây mà nó hình như này đây. Vân vân cảm ứng bình thường, ok các bác nhá. Mã số 01, con này mã số 01 này, 390 cành này, bao ship. Mã số 01 đây nhá, qua hình kỹ nhá, qua số 1 1 này, 390k này, mã 01 nhá, hoa nhá, đây nhá. Tiếp theo này có một con iPhone 6S này. À. Con này bản 16GB này, bao nhiêu nhỉ? Chà. Con này là bản 16GB này. GA 16GB này. Này còn vân thế này. Còn tay em nhá. Đây hình thức như này các bác này. Full chức năng. Màn hình như này. Nó có một đốm sáng này này, cũng phản quang tí là không ảnh hưởng gì nhé các bác nhé. Dòng máy có đời cổ rồi. Đây vỏ tương đối. Em xích con sau này. Wi-Fi này, ok này. Full chức năng này, con này em thanh lý cho các bác là 790 cành. À, bao ship mã số 02 790k. 790.000. Tiếp theo đây em. Theo con là 12 Pro Max. À, con này chỉ loanh quanh 8 đồng. Thế nào liên hệ em nhé. Này em không có giá. Con này chắc ít khi bác nào trên like kết con này. Như thế em sẽ giá có thể thương lượng phụ chức năng nhau nhé, và 3303 nhé nhé, con này giá thương lượng có thể thương lượng, ok 12 Pro Max phụ chức năng bản 128GB đấy, hình thức ngoại hình đấy. Tiếp theo lên cho các bạn vài mẫu điện thoại Android các bác xem nhá, giá rẻ này. Đây
một con Oppo A1K, wow, tương đối đẹp. RAM 2 bộ nhớ 32 GB. Cho bác nào về nghe gọi. Full chức năng. Oppo Pin Châu. RAM 2 bộ nhớ 32 nhá. Con này em bán 900k. Mã 04 900k. À, số 04 900k các nhá. Tiếp theo này. Series Oppo này. Đây, tiếp theo là có một con Oppo F7. RAM 4 bộ nhớ 64 GB. Ủa xử lý lỗi 8 đó. Đây các bác này, vỏ đẹp. Là 1 triệu 2 không nhá. 1 triệu 2. RAM 4 bộ nhớ 64. Mã số 05. Mã số 05 này. Làm rất nhiều điện thoại em không bày ra. Mã số 06. Đây các bác. Đây có con F11 Pro. Màn hình không điểm chết. À, coi này. Không có cam nhé. Cam đục lỗ hay cam trong ấy là không có nha. Đây cam của nó này, cam trước này. Ừ, xin chưa. Ừ, thụt xuống này, cam thụt thò luôn nhá. À. Con này thì nó sử dụng pin hơn 4.000 gì đấy. 4.000. Sử dụng 56 này. Bộ nhớ 64 GB này. Con này bán cho bác là 1 triệu rưỡi. Lên đường. 1 triệu rưỡi. Mã số 6. 1 triệu 500 490.000. 1 triệu 490.000. Triệu 490k. 90 cảnh. Đây hình thức lên các bác nhá, vỏ đây. RAM 4 bộ 64. Tiếp theo là số 7 này. Em Xiaomi. Con này là Xiaomi 3. Nó đẹp. Con này là Oppo F9 này. Con này RAM 4 64 các nhá. Hình thức nó như này, vỏ đây. Vỏ tương đối đẹp nhá. Vỏ đẹp này. RAM 4 64 này. Ta biết ok nha, full chức năng. Con này lên cho các bác là 1 triệu 300. 1 triệu 300 cành.
Mã số 7 à? Mã số 7 các bác nhá. Ta 464. Mã số 7 triệu 300. Triệu 300 nghìn. Đây, mã số 8 tiếp theo là một em Xiaomi C3, à Xiaomi 3. Ra 4164, có lại ra 4164 nhé. Đây. Ngoại hình khá đẹp. Con này cũng triệu ba các bác nha. Mã số 8, triệu ba full tính năng này. Cam trước cam sau là ok này. Lô lên sóng. 1.300.000 này. Số 8 này. Số 9 này quá. Nay toàn ra 464. Đây. Chính em có một con Xiaomi Redmi Note 7. Lên cho bác. Con này 1.3 triệu này. Gương kính. Leo Messi. Apple ra. Con này mã số 9, mã 8 nhỉ, mã số 9 nhé, 1.3 triệu, số 9, 1.3 triệu. Mã số 10 này quá. Mười lên trước con iPhone này. Đây mã số 10 lên trước tiếp cho bác một cái iPhone này. iPhone này là iPhone 6. 6 Plus nhé, màn hình rộng này. Và 16 GB pin 100 này. Nó trước con sau ok này. Và 16 GB này. Bán cho các bác là 600k. Ngoại hình nó hình thức này. Vỏ nó hơi hơi cong nhẹ. Hơi lớn lớn không ảnh hưởng. Vỏ thì đẹp theo thời gian, chảy xước này. Đây nha. 600k. iPhone 6 Plus 600k luôn. Vì hồi trước em thanh lý mấy con iPhone mấy trăm đấy. 1 tuần trước em bán một con iPhone 6 Plus 600k này. Mã số 10. 10 600k.
Tiếp theo là Samsung A03 triệu 200, RAM 2 của những nhớ 32 GB. À có thể RAM 3 không nhé, RAM 3 bộ nhớ 32 nhé, RAM 3 bộ nhớ 32 Samsung 2 cam 1 flash, sử dụng cổng sạc micro USB. Đó, phổ thông. Màn hình to pin 5000. À, tắt nhà đi ơi. Lý bản quyền ơi. Tắt nhà đi. Nhà lý bản quyền, tắt đi. Tắt nhà đi cái tắt này. Nghe thấy đây và đây nó chính bản quyền. Tắt đi, tắt đi. Tiếp theo là các bác nhảy mã như nhỉ, mã số 10 với 11 nhá. 11 con này bán cho các bác 1,2 triệu này. Triệu 200 này. Tiếp theo này, nó 12 này. Đây là con Xiaomi 3 này, tiếp theo có một Xiaomi bạn này. Con này vỏ xanh này. À, RAM con này là RAM 3 bộ nhớ 32 nhé. Con này triệu 2 nhá, đi đường nhá. RAM 3 bộ nhớ 32 này. Triệu 200. Triệu 200. Triệu 200k. Tiếp theo là có một em 7 Plus bản 32 GB. Full chức năng, vỏ đẹp. Đấy, vỏ đẹp này. Full chức năng bản 32 GB pin 100. Mã số lên cho bác. Đây. Màn zin menzin. Ok. Màn zin menzin. Vân tay full chức năng, vân tay đầy đủ. Lên cho bác là 1,8 triệu, còn 1,8 triệu 8 mới bán được. Vỏ đẹp này. 1,8 triệu. Mười ba nhá, con này 13 quá nhá, mã số 13 nhá. Thôi hôm nay nhà tặng thế bác nhá. Mấy con máy này em lại không có thời gian. Khi rồi nên em không có thời gian để thanh lý cho bác nhé. Để video sau em sẽ lên cho bác. Bác nào có nhu cầu liên hệ với em qua số điện thoại Zalo em ở trên góc trái màn hình. Video của em thì đến đây là kết thúc. Thì cảm ơn các bác đã xem video. Các bạn nào thấy video này các bác chưa chọn được điện thoại nào thì các bác có thể cho em bình luận bên dưới xem để em tìm cho các bác điện thoại nó phù hợp. Các bác nào chưa ở trong video này chưa thấy được cái điện thoại nào chọn được cái điện thoại nào hợp lý thì có thể đăng ký kênh của em. Có thể những video sau thì em sẽ có những cái điện thoại nào phù hợp với các bác, thanh lý cho bác cái giá nào hợp lý nhất. Các bác có thể mua ủng hộ em. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Và chúc các bác một ngày mới tốt lành.